nếu một lần đến xứ Tây Đô, bạn hãy thưởng thức món ăn đặc sản hết sức dân dã của ẩm thực Cần Thơ, bánh đúc nhân mặn. Đây là loại đặc sản thôn quê, ẩn chứa nét tinh tế trong ẩm thực và cả cái tình của người dân đồng bằng. Hành trình hương vị vào lúc 19h40 Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022. Mời quý khán giả cùng MC Phương Linh và đầu bếp Khánh Phước thực hiện món ăn này nhé!